Xin chào các bạn, mình là Chiến đến từ AlloShop. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quét các hàng tiềm năng trong ngành mỹ phẩm. Và chúng ta sẽ chạy quảng cáo trên đúng những cái đối tượng khách hàng tiềm năng thực sự mà mình đã quét. Rồi, ok, hôm nay chúng ta sẽ đi đến cách thực hiện. Okay. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm những group, tìm những cái profile để chúng ta quét bạn bè. Hoặc là group á, thì chúng ta sẽ quét thành viên. Hoặc là fanpage chúng ta sẽ quét like. Thì mình sẽ tìm ví dụ như group đi. Group là cái cộng đồng mà hoạt động theo mình thấy là nó hiệu quả nhất. Thì bây giờ mình sẽ search như từ là mỹ phẩm. Đấy, thì chúng ta sẽ ra mỹ phẩm, đúng, xong chúng ta sẽ vào một nhóm đó. Chúng ta search từ mỹ phẩm thôi. Mỹ phẩm đó thì chúng ta sẽ xóa, chúng ta chỉ tìm mỹ phẩm đó. Đấy, thì nó sẽ có những cái nhóm như buôn bán mỹ phẩm hoặc là hội bán mỹ phẩm kem trăm nắng son phấn vân vân vân. Đây, thanh lý mỹ phẩm. Thì ví dụ như group này mình sẽ muốn chạy quảng cáo trên những cái thành viên của group này đó, thì mình sẽ bắt đầu, bây giờ mình sẽ vào cái group đây. Đấy, thì mình sẽ xem qua thành viên đây khá chất. Thì mình bắt đầu là mình sẽ trước tiên là mình sẽ vào cái trang web uid.alloshop.vn. thì đây, chúng ta sẽ vào được cái chúng ta sẽ chuẩn bị vào được cái hệ thống để cho giúp chúng ta quét được cái UID. Đây, các bạn chờ một chút. Rồi, ok, lấy token thì các bạn bấm vào chữ cài đặt tiện ích lấy access token, thì các bạn sẽ tải được cái add-on Allo token về. Xong chúng ta kích click vào đây chờ 3 giây sẽ ra được cái token. Thì các bạn copy cái dòng 2 này lại đấy, sau các bạn dán vào đây đăng nhập. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ phải lấy được cái ID của người group đấy. Thì chúng ta lấy bằng cách nào? Chúng ta copy cái link Facebook này, rồi chúng ta dán cái link Facebook này vào và chúng ta lấy ID. Đây sẽ có dòng ID ở trên đó, các bạn copy cái dòng ID. Thì chúng ta đang muốn quét đó là member group, thì đây chúng ta dán cái ID đó vào, chúng ta tải danh sách về đó. Thì cái trang web này nó sẽ hỗ trợ là các bạn có thể quét member của group này, quét live bay này, rồi chúng ta sẽ quét bạn bè của một profile bất kỳ đấy, hoặc là chúng ta sẽ quét được cái bài những người like comment bất kỳ cái bài post nào đấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy đó, thì nó sẽ liên tục cập nhật cái UID vào đây đấy. Và một điều đặt ra là khi bạn có cái file UID thì làm sao để bạn chạy được quảng cáo, thì hiện tại Facebook sẽ không hỗ trợ bạn chạy quảng cáo bằng UID đấy. Thì giải pháp của AlloShop đó chính là thì giúp bạn chuyển cái tệp UID này thành tệp số điện thoại và đẩy lên cho Facebook sẽ check gì cái tệp số điện thoại này và tạo thành tệp đối tượng cho bạn. Đây, các bạn vào trang web website. Chúng ta sẽ vào website target.alloshop. Chúng ta sẽ vào website AlloShop. Chúng ta sẽ vào website target.alloshop.vn. Đây là cái trang web giúp bạn chuyển cái tệp UID thành cái tệp đối tượng đó. Thì ra đây nó lại cùng cần token dòng 1. Đây chúng ta là qua cái mục cũ đây, chúng ta copy cái token này lại và chúng ta dán cái token này vào đây, chúng ta mà đăng nhập như bình thường. Đấy, thì đầu tiên á, chúng ta cần tạo ra được cái đối tượng để chúng ta chạy quảng cáo. Thì cái đối tượng này là chúng ta sẽ tạo như thế nào?
chúng ta sẽ vào đây là tên đối tượng, ví dụ như là tên đối tượng là group mỹ phẩm, đấy. Rồi mô tả đối tượng là 123, rồi chúng ta bấm tạo đối tượng đấy, thì chờ chờ xử lý. Rồi tạo đối tượng thành công, bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn tài khoản quảng cáo, chọn này, xong rồi là group mỹ phẩm. Tiếp theo chúng ta chọn tệp, thì cái tệp mà chúng ta đang quét đây thì các bạn có thể chọn cái tệp này và up lên đây, chọn tệp đây, thì mình vào mục tải xuống đây, cái tệp view đây, view đây, chúng ta chọn và mở đấy, nó sẽ tìm ra được những cái nó sẽ up cái file view đây và chúng ta bắt đầu bấm thêm người dùng đấy. Đấy, công cụ sẽ bắt đầu chuyển đổi dần cái UID thành số điện thoại và đưa lên cho Facebook, nó xét duyệt cái tệp này luôn. Đấy. Các anh em không cần phải làm gì, không cần phải target Facebook để cho tốn thời gian và tốn cái tiền bạc của mình. Một cái trường thôi đó đã chiếm đến 1 triệu đến 2 triệu đối tượng, thực sự đối tượng bây giờ nó quá loãng rồi. Anh em chỉ cần cái giải pháp này thôi, có giải pháp này trong tay là anh em target đúng cái tệp khách hàng tiềm năng của mình, quá tuyệt vời. Rồi khi khi mà cái tệp này nó úp hoàn thành thì các anh em tự như cái tệp nãy mình tạo đây là group mỹ phẩm và mô tả là 123, thì bây giờ mình sẽ vào mình tạo một cái chiến dịch quảng cáo như bình thường vào Facebook đấy, mình sẽ hướng dẫn các anh em là cái tệp đó nó sẽ nằm ở đâu khi mà mình chạy quảng cáo đấy, nó sẽ khác với target bình thường đó. Thì đây thì chúng ta sẽ vào cái mục tạo quảng cáo, chúng ta tạo như bình thường đó. Chúng ta vào cái chỗ mục tạo quảng cáo, đó. Tạo quảng cáo rồi chúng ta sẽ vào tạo quảng cáo đây. Đấy. Các bạn chờ một xíu đấy, nó sẽ loát ra cái tin quảng cáo. Đấy thì các bạn xem hiện tại nó hơi lắc. Rồi chúng ta sẽ vào tìm quảng cáo, đây chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta chọn ra cái chiến dịch quảng cáo là tương tác đi, đó chúng ta sẽ tạo ra cái quảng cáo của mình. Đấy, các bạn chờ một chút, có vẻ là mạng nó không được nhanh, thì các bạn vào cái mục tương tác này. Đó. Với anh em nào mà đã biết cách chạy này thì có lẽ anh em cũng đã hiểu được cái quy trình rằng là Facebook nó sẽ hỗ trợ rằng là nếu anh em có một tệp số điện thoại hoặc là Gmail thì anh em có thể chạy quảng cáo trên một cái tệp đấy, rất là hay đấy. Rồi chúng ta tiếp tục đấy, xong rồi chúng ta vào mục đối tượng này đấy, em lưu ý nhé, đây các anh em vào mục đối tượng đây, customer audience này đấy. Đấy thì anh em có thể chọn đấy, đây vào mục đối tượng đây, các em sẽ thấy ngay cái tệp đối tượng mình vừa tạo lên đây, đây các anh em chờ xíu mình sẽ show lại cho các anh em thấy.
Đây, cái member group mỹ phẩm đây. Đây, group mỹ phẩm đây. Thì vừa tạo đây. Đấy, các em thấy không ạ? À? Đó. Thì chúng ta bây giờ chỉ chọn cái tên này và chúng ta chạy quảng cáo lên cái tên này thôi. Quá easy. Đó. Chúng ta bây giờ không cần target gì hết á, chúng ta chỉ cần tạo thêm cái chỗ độ tuổi và giới tính nữa. Đấy, và chúng ta xét quảng cáo như bình thường thôi. Đấy. Thì có lẽ đây đây là video mình hướng dẫn các anh em cách quét một group, hoặc là các anh em quét một profile cũng vậy, hoặc là một cái fanpage cũng vậy, cho anh em quét và sẽ có được cái tiền view đi đấy. Thì có được tiền view đi thì anh em sẽ sử dụng cái hệ thống đây, cái hệ thống này để úp cái view đi lên và chuyển đổi thành đối tượng để mình chạy quảng cáo Facebook đấy. Xin chào và anh em nhớ like, subscribe cái channel của mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.